Chúng ta thấy có dịch sĩ Nguyễn Thức đại diện cho văn phòng của thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Chúng tôi xin mời nghị viên phó thị trưởng Thép Bùi của thành phố Phan Valley và cô nghị viên Thu Hà Nguyễn. Ngoài ra chúng tôi còn thiếu sót ai, xin quý vị thứ lỗi cho. Chắc chúng tôi sẽ xin phép được đứng qua một bên này. Và dạ, chúng tôi xin mời cô Lan Châu. Chúng tôi xin được gửi microphone tới cho quý vị dân cử và cứ theo thứ tự. Cảm ơn anh và kính thưa tất cả quý vị. Hôm nay phải nói rằng chúng tôi rất là vinh dự cũng như cảm động được cùng với lại quý vị hơn 2 tiếng đồng hồ qua. Tất cả chúng ta đều có cái cơ hội để mà thưởng thức rất nhiều những cái tiết mục đặc sắc, chuyên nghiệp và thể hiện được tinh thần dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và đặc biệt hơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Hội Thiếu nhi Á Mỹ đã tổ chức Đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương trong 33 năm qua để mà giúp cho các thế hệ sinh ra và trưởng thành tại Hoa Kỳ hiểu được cội nguồn của văn hóa Việt Nam, hiểu được và ghi nhớ trong dòng lịch sử gần 5.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, thì 2.000 năm đầu với 18 đời vua Hùng, dân tộc Việt Nam của chúng ta đã gìn giữ, hình thành và phát triển được nước văn lang, và để cho các triều đại về sau tiếp tục mở mang bờ cõi. Thật là vô cùng hãnh diện được cùng với tất cả quý vị tham dự đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Và chúng tôi xin phép thay mặt Hạ viện Tư quan California vinh danh Hội Cao niên Á Mỹ, cũng như xin chân thành cảm ơn tất cả các tổ chức, hội đoàn, các mạnh thường quân đã cùng nhau để mà tổ chức đại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương rất là ý nghĩa, đem lại hãnh diện cho dân tộc Việt Nam cũng như tập thể người Việt tại hải ngoại. Xin cảm ơn viên biểu Cao Đức Chí đã nhiều lần đến ủng hộ cho Hội Cao niên Á Mỹ bằng cách là phục vụ để mà quan tâm đến những người cao niên trong nhiều năm qua, và rất là cảm ơn thị trưởng đã có mặt. Xin kính chào quý vị trưởng thượng, quý vị đồng hương và ban tổ chức. Hôm nay tôi hân hạnh được thay mặt thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đến để tham dự lễ Quốc Tổ Hùng Vương cùng quý vị. Tôi mang theo những lời tri ân, những lời khuyến khích và cảm ơn đến Hội Cao niên Á Mỹ đã hơn 30 năm tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Riêng cá nhân tôi cũng được thay mặt thượng nghị sĩ đến tham dự cũng cả hơn 10 lần. Hôm nay trước công ơn của Hội Cao niên Á Mỹ, chúng tôi rất là cảm động vì đã tổ chức một cách bền bỉ để mà phát triển nền văn hóa của dân tộc Việt Nam, cũng như để cho đồng hương, nhất là giới trẻ, biết được cội nguồn. Vì vậy, chúng ta hãy nhớ ơn Quốc Tổ mà hãy cùng nhau đoàn kết để mà xây dựng một cộng đồng lớn mạnh, để cho con cháu ngày sau được hưởng những ơn đức của Quốc Tổ để lại. Với tham vọng đó, chúng tôi mong rằng cộng đồng chúng ta sẽ đoàn kết và phát triển, cũng như sẽ tiếp tay với lại
đồng hương ở quốc nội xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, lớn mạnh, tự do và dân chủ. Chúng tôi xin cảm ơn và thay mặt Thượng nghị sĩ trao một bằng tưởng lục của Thượng viện đến cho ban tổ chức Hội Cao niên Á Mỹ. Chúng tôi xin mời cựu thị trưởng Michael Võ. Cảm ơn luật sư Nguyễn Anh Dũng. Chúng tôi là cựu thị trưởng thành phố Fountain Valley, Michael Võ, nguyên là hiện là cố vấn danh dự của Hội Cao niên Á Mỹ. Kính thưa quý đồng hương, trong hơn 30 năm qua, Hội Cao niên Á Mỹ là một hội đoàn từ thiện đã sinh hoạt gần gũi với cộng đồng, và đặc biệt là đại lễ giỗ tổ Hùng Vương là một trong những cái dịp mà chúng tôi gần gũi với cộng đồng và trình bày những cái đại lễ như vậy để cùng với nhau chúng ta nhìn đến cội nguồn. Ngày hôm nay chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị dân cử, quý hội đoàn từ thiện, nhất là quý vị bảo trợ cùng với tất cả quý đồng hương đang hiện diện trong hiến viện ngày hôm nay, và cùng với tất cả mọi người đang theo dõi chương trình trên các trang mạng xã hội. Đại lễ Hùng Vương là một trong những ngày giỗ tổ mà Hội Cao niên Á Mỹ trở thành một cái truyền thống, là cùng với nhau chúng ta nói lên cái tinh thần của người Việt trân quý ở đây. Sự hiện diện của tất cả mọi người là một cái vấn đề, một cái niềm vinh dự và hạnh phúc cho chúng tôi. Xin cùng với nhau chia sẻ niềm vui và cùng với nhau dâng lời cầu nguyện đến với Quốc Tổ Hùng Vương ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô điện trưởng Hoàng Ma Cầu Võ cũng như là phu nhân Thị Nga lúc nào cũng ủng hộ cho Hội Cao niên Á Mỹ. Chúng tôi xin mời bác sĩ Trương Xuân. Thật là một vinh dự cho tôi được hôm nay đứng trên sân khấu và được vinh dự được mời vào trong ban cố vấn danh dự. Sự hiện diện của tất cả quý vị nơi đây và cùng với ban tổ chức cũng như các vị dân cử nói lên hôm nay là một ngày lễ mà tất cả chúng ta, các người Việt Nam đều cảm thấy là chúng ta có bổn phận. Và khi mà Hội Cao niên Á Mỹ đứng ra tổ chức thì đây là một trong những ngày lễ quan trọng và giá trị nhất mà trong tất cả các hội đoàn trong miền Nam Cali này không có ai tổ chức mà tốt đẹp như Hội Cao niên Á Mỹ. Và mình đây lại là được mời vào ban cố vấn danh dự thì đây là một cái điều vinh dự không lời nào có thể nói lên đủ. Và chúng tôi xin cảm ơn tất cả sự hiện diện của các quý vị, và mỗi người chúng ta hiện diện nơi đây đều là nói lên là chúng ta đều yêu quý nước Việt Nam của chúng ta và đều trân trọng cái ngày lễ này. Vậy thì chúng ta cùng nhau sẽ ủng hộ, và tôi sẽ mỗi năm đều sẽ ủng hộ cho cái ngày lễ tổ chức này để mỗi năm chúng ta sẽ tổ chức long trọng hơn năm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn sự đóng góp của bác sĩ Trương Xuân. Chúng tôi xin mời bác sĩ Đạt Kiều. Cảm ơn anh rất là nhiều. Có một cái điều mà mình vẫn tâm niệm khi mà mình nghĩ về cái ngày quốc tổ ngày hôm nay á, là người ta có một câu là dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Cho nên khi mà mình nhận được lời mời của Hội Cao niên Á Mỹ là một cái thành viên của ban cố vấn thì mình rất là vui vẻ, bên cạnh cái sự tự hào và cảm thấy rất là vinh dự. Bởi vì nếu mà mình nhìn về cái cộng đồng của mình thì chúng ta giống như những cánh chim bay đi khắp phương trời, Mỹ có, châu Âu có, vân vân. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta không thể nào quên các anh chị là chúng ta là người Việt. Và nếu mà chúng ta người Việt thì quốc tổ Hùng Vương là cái điều mà chúng ta không thể nào quên được. Cho nên khi mà hôm nay tôi có mặt ở đây thì nhận thấy cái sự hiện diện đông đủ của quý anh chị, quý vị trưởng thượng ở đây thì mình cảm thấy rất là vui. Một cái lý do chính mà tôi move về California là bởi vì tôi thấy cái cộng đồng người Việt của mình ở đây lớn mạnh quá, và một trong những đó là một trong những cái điều kiện tiên quyết để mà chúng ta có thể có được những cái ngày lễ, có được những cái ngày họp mặt như thế này để nhắc lại cho người Việt chúng ta về cái truyền thống, về những cái điều mà chúng ta cần phải nhớ.
Những cái điều tốt đẹp thì tất cả các anh chị ở đây, những cô chú nãy giờ đã nói rồi. Thì riêng tôi chỉ muốn được đại diện cái thế hệ mà tôi tự nhận mình là 1.5 cũng như là 2. Tức là tôi biết chút tiếng Việt, nhưng mà tiếng Anh thì chưa giỏi, mà tiếng Việt thì cũng quên chút ít. Cũng như là các em nhỏ sau này, các em mà thuộc thế hệ 2.0 á, tức là tiếng Mỹ gần như là tiếng chính rồi. Thì những cái ngày lễ hội như thế này, cũng như là những cái những cái điều mà Hội Cao Niên Á Mỹ thực hiện thì theo tôi là rất là quý giá. Và nó giúp cho chúng ta nhớ về nguồn cội, nhớ về cái cộng đồng của mình. Và như bác ở đây nói, thì cái điều tâm niệm lớn nhất là chúng ta có thể cùng nhau bắt tay cộng đồng hải ngoại cũng như cộng đồng trong nước để build một cái đất nước Việt Nam của chúng ta vững mạnh, tự hào, dân chủ và tự do. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều và xin cảm ơn chị Châu, đại diện của Hội Cao Niên Á Mỹ. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ Đạt Dương. Chúng tôi xin mời ông Cường đâu. Dạ, tôi xin chào tất cả quý vị. Tôi nói tiếng Việt cũng không giỏi lắm. Tôi đã được Hội Cao Niên Á Mỹ đã mời hợp tác trong suốt gần 20 năm qua. Và hôm nay tôi thấy Hội Cao Niên Á Mỹ đã tổ chức một buổi rất là long trọng. Tôi rất là vui mừng cho Hội Cao Niên Á Mỹ đã đạt được cái thành quả ngày hôm nay. Thì tôi cầu chúc cho quý vị và Hội Cao Niên Á Mỹ sẽ trong tương lai sẽ đạt gặt hái được nhiều hơn nữa. Và tôi xin kính chào quý vị. Ông Cường Đỗ nói là tiếng Việt không giỏi nhưng lời chúc rất là xúc tích. Tôi xin thật cảm ơn ông. Và kế tiếp chúng tôi xin mời Phó Thị trưởng Ted Bui của thành phố Fountain Valley. Vâng, cảm ơn anh. Trước mắt kính thưa các bác và quý đồng hương. Good afternoon, esteemed guests. I am Ted Bui, Vice Mayor of the City of Fountain Valley. On behalf of the city, I extend my heartfelt congratulations to the Asian American Citizen Association for Organization of the Vietnamese Ancestor Commemorative Celebrations, paying tribute to King Hùng Vương. Your commitment is truly admirable. As Vietnamese American living away from our homeland, this celebration marks a significant milestone in honoring and cherishing our ancestral cultural legacy for the benefit of our children. Once again, thank you, and this is a certificate of recognition for the work that you do, and thank you for the organization for doing such wonderful work. Thank you. Xin cảm ơn Phó Thị trưởng Tết Bùi. Và kế tiếp chúng tôi xin mời một người bạn rất là thân thương, đó là cựu nghị viên thành phố Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Dạ vâng, trước nhất Thu Hà xin kính chào các quý bậc trưởng thượng, quý đồng hương, các anh chị em. Hôm nay Thu Hà cũng rất là hân hạnh được đến tham dự lần thứ 33 tổ chức dỗ tổ Hùng Vương, cũng là năm 4903. Và Thu Hà là thế hệ 1.5 hay 2. Trước nhất là Thu Hà xin cảm ơn các bậc trưởng thượng, các cô chú bác đã đi trước, cũng như là Hội Cao Niên Á Mỹ đã nhiều năm qua duy trì cái truyền thống văn hóa lịch sử cho thế hệ đi sau học hỏi thêm. Tại vì Thu Hà là một trong những người được benefit, tức là được thừa hưởng những cái văn hóa đó, để mà mình luôn luôn tự hào mình là con rồng cháu tiên mang hồn Nguyễn và tiếp tục phát triển cho cộng đồng thật sự lớn mạnh hơn, đoàn kết hơn, và tiếp tục những cái văn hóa lịch sử cho thế hệ sau này, những thế hệ đi sau Thu Hà. Một lần nữa xin cảm ơn Hội Cao Niên Á Mỹ. Thu Hà đã được hân hạnh đến tham dự rất là nhiều dỗ tổ Hùng Vương nhiều năm qua lúc còn nhỏ xí. Và xin cảm ơn các cô chú bác đi trước. Vâng. Và sau cùng, last but not least, chúng tôi xin mời một nhà hoạt động văn hóa chính trị xã hội cho cộng đồng chúng ta, bác sĩ Võ Đình Hữu. Trước hết chúng tôi xin thân chào tất cả quý đồng hương ở đây và khắp nơi trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình livestream ngày hôm nay. Chúng tôi bắt sự ủng hộ Hội đồng Liên kết Cứu nạn Việt Nam cũng như là Cộng đồng Quốc gia Hoa Kỳ. Trước hết chúng tôi xin chúc mừng ba tổ chức rất thành công. Chúng tôi đã đi từng rất nhiều lễ quốc tổ khắp nơi trên đất Mỹ. Chúng tôi có 55 cộng đồng. Có khi chúng tôi đi tiểu bang này tiểu bang kia, nhưng mà tôi phải nói một điều, không có chỗ nào tổ chức đẹp trang trọng như cái ngày quốc tổ hôm nay của cô Lam Châu. Xin quý vị tràng cho pháo tay với ban tổ chức, và đây là cái nói đây là sự thật.
Thứ hai, chúng ta qua đây 49 năm rồi mà chúng ta cũng nhớ về cội nguồn, uống nước nhớ nguồn, nhớ về quốc tổ. Và chứ hồi nãy em chỉ có nói là đi đâu ngược xuôi cũng nhớ cái quốc tổ. Thì tôi, đối với tôi á, không bao giờ tôi quên, vì cái ngày sinh nhật âm lịch của tôi cũng là ngày 10 tháng 3. Thành không bao giờ tôi quên hết. Và ngày tôi ra đi tôi cũng quên nữa, là ngày 29 tháng 4 là ngày bên nhật. Thành chúng ta nhớ là 49 năm chúng ta ra đi, trong khi chúng ta được cái thừa hưởng từ tự do đây, thành ở Việt Nam vẫn rất vô cùng tồi tệ. Việt Nam là nước và trong danh sách special whitelist của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì sự đàn áp tôn giáo nhân quyền. Do đó tôi nghĩ tất cả chúng ta đã kêu gọi rằng chúng ta phải uống nước nhớ nguồn, nhớ quốc tổ, nhớ được văn hóa thì chúng ta mới giữ vững được cái tinh thần người Việt hải ngoại. Và người hải ngoại cần phải đoàn kết, vì đây là một cái hậu thuẫn rất mạnh cho công cuộc chiến đấu cho tương lai về tự do. Chúng ta chương trình còn chúng rất là dài nha bà con, nhưng mà tại vì bây giờ em phải qua bên cái thầu để đô trì cho dân tộc Nam. Có một ngày chúng ta sẽ trở về và cùng nhau, cùng với Nam Châu, cùng tất cả quý vị ở đây làm lễ quốc tổ đền hùng tại Việt Nam. Chương trình ca nhạc, chương trình ca nhạc còn dài lắm bà con, nhưng mà giờ em phải qua cái show khác của con nhạc, nhưng mà có dịp gặp bà Sài Gòn sao ha. Bây giờ xin bà con ủng hộ em, có lúc bà Sài Gòn chưa chính đâu bà con. Chương trình ca nhạc rất còn rất là nhiều nữa bà con, nhưng mà tại vì bây giờ em phải đi show khác rồi. Bà con, bà con ủng hộ em. Thank you, bye bye. 1 chấm 5, 2 chấm.